Nguyễn Anh. Tụi mình thì cũng đã quen nhau ngay gần 9 năm rồi. Thật sự là luôn luôn nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên lúc mà Nguyễn Anh xoa đầu em. Thật ra lúc đó là rất cảm động và rung động từ đó. Trong quá trình quen nhau, hai đứa ít khi nào cãi nhau hay là không hòa thuận. Hy vọng thì từ nay về sau cho đến suốt đời luôn thì lúc nào hai đứa cũng sẽ vui vẻ như ngày hôm nay. Hôm nay con đẹp quá à. Con là cô dâu xinh nhất đó nha. Cũng tới tuổi rồi con phải đi giá với chồng. Mình phải đi về. Cố gắng à. Nguyễn Anh với Phụng
10 năm rồi, tiếp tục thêm lâu lâu lâu, lâu nữa và có rất là nhiều panda con rồi. Rồi chúc Nguyễn Anh với Phụng là có một chuyến đi toàn trang mật thật 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 là vui ở Trung Quốc nha. From the moment I heard your name, say for it to do. Con đã tìm thấy nhau, tụi con đã yêu thương nhau, đến với nhau thì tụi con sẽ là mãi mãi là của nhau. Hôm nay chính thức hai đứa bước vào cuộc sống hôn nhân và đến cũng mong là hai đứa luôn luôn gắn bó với nhau, vượt qua mọi thử thách, lúc nào cũng có nhau. Đến điên đầu người có.